Quay qua lại cũng hết một ngày rồi, tiếp tục bữa cơm chiều. Chiều nay ăn gì đây? Chiều nay em ăn hai món á, cá sặc muối chiên, sau đó thì qua cải mình đem đi nấu canh. Nói bữa nay lần gì thôi, thì cá sặc này là cá sặc gần ngay cái nhà em mặn xong đem đi muối á, mà muối Tây Ninh mình á, đừng muối hộp nha, muối Tây Ninh nó ngon hơn. Sau đó mình đem đi chiên rồi được tô canh, canh cải mình đem đi nấu á, ăn cùng với cá muối này là được bữa cơm chiều rồi nè. Đơn giản thôi mà ngắt gắt là ngon luôn, ăn được hai ba chén cơm là bình thường luôn. Cải thì cải ngọt mà đem nấu canh nó ngọt gì đâu á, chứ dầm thêm chén nước mắm cay nó chan vô rồi húp miếng nước nữa là công nhận nó ngon buổi chiều đó cả nhà. Thì ở nhà trọ mà cũng em thì có gì em quen cái nấy thôi cả nhà, cũng đơn giản thôi, nó có gì đâu cầu kỳ gì đâu. Nó được bữa cơm rồi đó, húp miếng canh vô nhận nó ngon thiệt, nó nóng á. Với miếng cá nè, cá con nào nấy là được 4 con, còn nào nấy bự bự không thịt nó dễ gì đâu á. Mình ăn lúc còn nóng chứ mình để cho nó nguội không có ngon đâu. Em mới nấu ra là em quay clip luôn á, chứ mà để nó nguội một hồi ăn nó không có được ngon như mà lúc còn nóng, rất là ngon luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip nha, anh chị nào xem clip thì ủng hộ cho em nha cả nhà, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Thì có mua đồ vô bấm vô hàng mua ủng hộ em giùm nha. Thì em thì làm chỉ quay đơn giản thôi, anh chị nào xem thì ủng hộ em cảm ơn rất là nhiều luôn. Chúc cho cả nhà buổi chiều thật vui vẻ nha, rồi tràn đầy năng lượng nha. Em xin kết thúc video này, hẹn nhà clip sau, bye.